Những ngày gần đây, một số cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống nhận được thông báo kiểm tra của Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh. Sở Y tế khẳng định đây là thông tin lừa đảo. Cụ thể, Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, trong hai ngày 25 và ngày 26 tháng 9, Công an Thành phố ghi nhận vụ việc một số đối tượng lừa đảo sử dụng phương thức công nghệ cao để gọi điện thoại cho chủ các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống. Nhưng đối tượng này đề nghị kết bạn qua mạng xã hội Zalo với chủ cơ sở kinh doanh để thông báo có đoàn kiểm tra của Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh đến kiểm tra, giám sát hoạt động các cơ sở này liên quan đến vệ sinh an toàn thực phẩm. Sau khi kết bạn Zalo, thủ đoạn của các đối tượng này là gửi một số tài liệu mạo danh Sở Y tế ký ban hành đến các cơ sở kinh doanh như quyết định và thông báo của Sở về việc thành lập đoàn kiểm tra, giám sát các cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm trên địa bàn thành phố. Để tạo niềm tin cho các chủ cơ sở, nhưng đối tượng này đã lấy mẫu tương tự văn bản cơ quan nhà nước để cắt ghép. Tuy nhiên, nếu đọc kỹ văn bản sẽ dễ nhận ra là giả mạo do văn bản có nhiều lỗi chính tả và sai chức danh người ký ban hành. Công an cho biết đây là thủ đoạn lợi dụng mạng xã hội giả danh cơ quan chức năng nhằm gây tâm lý hoang mang, lo sợ để yêu cầu các chủ cơ sở chuyển tiền để lo lót với mục đích lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Để kịp thời ngăn chặn hành vi có dấu hiệu lừa đảo và xử lý thông tin mạo danh, Công an thành phố Hồ Chí Minh khuyến cáo người dân cần cẩn trọng trước chiêu trò lừa đảo trên. Nếu nhận được thông báo như trên, hãy liên hệ với cơ quan công an nơi gần nhất để được hướng dẫn xử lý. Theo bác sĩ chuyên khoa 2 Hồ Văn Hân, Tránh thanh tra Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 12 năm 2023, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức hội nghị công bố thành lập Sở An toàn thực phẩm thành phố Hồ Chí Minh quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn tổ chức bộ máy của Sở An toàn thực phẩm thành phố Hồ Chí Minh đã được nêu rõ. Theo đó, Sở An toàn thực phẩm là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh có chức năng tham mưu giúp Ủy ban nhân dân thành phố quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm, thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm. Như vậy, từ năm 2024 trở đi, thanh tra Sở Y tế không còn chức năng thanh tra, kiểm tra các cơ quan sản xuất kinh doanh thực phẩm, công tác này thuộc về chức năng, nhiệm vụ của Sở An toàn thực phẩm.